Hi, xin chào các bạn, Game Hay Thế Giới đây. Ngày hôm nay xin mời tất cả mọi người quay trở lại với thế giới tự nhiên, nơi các động vật côn trùng sinh sống. Và tôi ngày hôm nay sẽ hóa thân thành một loài rất là đặc biệt, đó chính là cào cào. Cũng như thường lệ, tôi và tất cả các anh em khác nở ra từ cái trứng. Và trứng này chắc chắn là được đẻ bởi mẹ của tôi rồi. Mẹ của tôi đi chơi khuya với bà của tôi, khuya quá nên bà ấy đã có bầu và rồi đẻ ra một bầy trứng. Chúng tôi cũng nhanh chóng nở từ bầy trứng đó ra để bắt đầu cuộc hành trình đầu đời của mình. Ở cái hình dạng đầu tiên, tôi là một chú cào cào rất là nhỏ bé, chưa có một cánh và không thể nào bay được. Thức ăn của chúng tôi đó chính là những cái lá cây, nơi mà mẹ tôi đã đẻ chúng tôi ra và đặt luôn trên những lá cây này. Bây giờ thì chúng tôi không biết cái gì cả, chỉ biết ăn, ngủ rồi ị thôi. Phải cố gắng ăn thật nhanh, ị thật nhiều rồi sau đó mới mau lớn được. Lúc này các bạn có thể nhìn thấy trên màn hình, tôi đã ăn một số lượng lá cây rất là lớn và phát triển một cách nhanh chóng so với các anh em khác. Đến một mức độ thì tôi bắt đầu lột vỏ. Cái lớp vỏ trắng sần sùi giới hạn cơ thể của tôi đã bị lột bỏ. Bây giờ thì thân hình của tôi có thể ăn một cách nhanh chóng hơn, phát triển một cách to hơn. Và đặc biệt cánh của tôi bắt đầu mọc dần dần dài ra. Tôi trở nên đẹp trai, thanh lịch du lịch khắp vũ trụ. Lúc này mấy em cào cào cái khác nhìn thấy tôi có vẻ rất là thích tôi. Oh my God. Nhưng mà mẹ của tôi dặn tôi vẫn còn nhỏ, đừng để mấy đứa con gái đẹp dụ, nếu không sẽ tan nát đời trai. Do vậy tôi nghe lời, tôi cố gắng tiếp tục ăn những cái lá cây, những thảm thực vật để bồi dưỡng cơ thể và tiếp tục phát triển. Tuy nhiên thì số lượng anh em cào cào nhà tôi rất là đông. Đã vậy chúng tôi càng ngày càng lớn. Những cái cây mà chúng tôi bám từ nhỏ không thể nào cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho chúng tôi. Bắt buộc tôi và tất cả anh em khác phải tản ra đi tìm những cái cây thực vật mới để làm hang ổ của mình. Thế là tôi bắt đầu chuyến phiêu lưu, đi xa gia đình, xa cha mẹ, xa bạn bè. Tôi lang thang và nhảy lên những cái cây để cố gắng tìm kiếm thức ăn. Cho đến một hôm, tôi tìm thấy một cây bông hoa rất là lớn. Nơi đây cũng có một vài thành viên cào cào trong nhà của tôi. Nhưng mà mật độ dân số không đông lắm. Tôi quyết định leo trên đó để đi tìm một cái lá cây thật lớn, biến cái lá cây đó thành căn nhà và là nguồn thức ăn chính của mình. Hiện giờ hình dạng của tôi cũng đã bắt đầu đầy đủ, bắt đầu cứng cáp, lông cánh mọc ra hết rồi. Tôi đã tới tuổi dậy thì rồi các bạn à. Tôi phải cần có sự ổn định, công việc, sau đó xây nhà lầu xe hơi thì cu cào cào cái bọn chúng mới chịu. Dạo này lũ cào cào cái ham vật chất lắm, phải giàu có bọn chúng mới yêu. Nghèo nghèo biến đi. Và đó chính là sự thật mà mình muốn kể với các bạn. Tại thế giới nào cũng vậy, không chỉ thế giới của con người, những con cái càng ngày càng trở nên biến chất. Bọn chúng không còn tình yêu nữa, bọn chúng chỉ tham tiền bạc xa hoa mà thôi. Nhưng điều đó cũng là động lực để thúc đẩy cho tất cả các sinh vật giống như chúng ta cố gắng phát triển hơn. Quay trở lại với nội dung giải trí, hiện tại thì hình dạng cơ thể cào cào của tôi ngày càng phát triển, chắc có lẽ sắp một tí nữa thôi đã đạt được mức cuối cùng rồi. Cố gắng ăn vài phát nữa. Khi đạt được hình dạng hoàn thiện nhất, tôi có thể bay và không cần nhảy búng giống như tất cả những gì mà chúng ta thấy lúc đầu. Nhưng có vẻ những cái lá mà của cái cây tôi đang ăn đã hết rồi. Tôi cần phải chuyển sang một cái cành cây khác và tiếp tục ăn thêm một tí nữa thì mọi chuyện sẽ trở nên tuyệt vời. Nếu mà cơ thể tôi hoàn thiện, tôi có thể bay, thì điều đầu tiên tôi làm không phải là đi cua gái. Gái gú chỉ là phù du thôi. Tôi phải về báo hiếu với cha mẹ. Tôi sẽ bay tới mẹ tôi, chở mẹ tôi đi bơi, chở mẹ tôi đi ăn bánh tráng trộn với uống trà sữa, cho bà ấy cảm thấy thật hạnh phúc khi để tôi ra. Được rồi, chuyện gì đến cũng sẽ diễn ra. Cuối cùng, tôi đã lột xác thành công và đạt được hình dạng hoàn thiện nhất. Tôi có thể bay, các bạn có thể nhìn thấy đó. Quá đã, quá sướng. Và đây là toàn bộ vòng đời của một con cào cào. Bây giờ trưởng thành rồi, chỉ cần báo hiếu với cha mẹ, sau đó lấy vợ sinh con và chờ ngày qua đời nữa là đủ. Nhưng mà chưa kết thúc clip, mới chỉ một nửa mà thôi. Bây giờ xin mời các bạn, chúng ta sẽ tiếp tục đến với một con côn trùng khác. Loài này rất là dữ tợn, nó chỉ ăn thịt chứ không phải ăn thực vật như cào cào nữa. Vâng, đó chính là loài bọ chết chóc.
Loài bọ này cũng giống như bao nhiêu sinh vật khác, được sinh ra từ cha, từ mẹ, chứ không phải từ ông hàng xóm. Cha mẹ của loài bọ dữ tợn này đã đẻ trứng tại một khu vực rất là nhiều sinh vật côn trùng khác sinh sống chung với nó. Và tiếp tục nội dung, tôi sẽ hóa thân thành loài bọ chết chóc dữ tợn này. Vâng, tôi đã nở ra từ trứng. Như tôi nói hồi nãy, tôi không có ăn chay, tôi chỉ biết ăn thịt mà thôi. Thế là tôi cũng nhanh chóng đi bắt những cái sinh vật côn trùng con khác để bỏ vào miệng và nhai ngấu nghiến. Ôi trời đất ơi, mới nhỏ xíu mà tôi ác thấy bà rồi. Nhưng mà đó lại là tự nhiên, lại là sinh tồn, nên mong các bạn thông cảm. Cũng giống như là con hổ con báo vậy. Nếu mà kêu hổ báo đi ăn chay, ăn cỏ thì chắc chúng nó tuyệt chủng hết luôn rồi. Tiếp tục cuộc đời của mình, tôi cố gắng xung quanh bắt những cái con côn trùng khác. Xem tới đây các bạn sẽ đặt câu hỏi: anh ơi, tại sao anh bắt những cái con côn trùng con mà con côn trùng mẹ nó không cắn anh? Xin thưa với các bạn rằng lũ côn trùng ở đây rất là ngu. Bọn chúng chỉ biết ăn, giọng, rồi ị, rồi sau đó yêu nhau, mang thai, rồi đẻ con. Chứ có bao giờ biết chăm sóc con, rồi biết lo lắng cho con đâu. Ví dụ như tôi nè, mẹ tôi đẻ ra, bây giờ tôi đâu biết mặt mẹ tôi là ai đâu. Tôi phải tự sinh tồn mà thôi. Vâng, đó chính là thế giới tự nhiên. Mặc dù nó vô tình, nhưng mà nếu cái con nào sống được, thì sẽ trở nên rất mạnh mẽ và trưởng thành. 1 hour later. Cứ như thế, trải qua nhiều giờ liền, tôi cũng đã bắt được rất là nhiều con côn trùng ăn. Và kích cỡ cơ thể của tôi cũng ngày càng lớn lên, và cái độ hung dữ của tôi ngày càng bá đạo. Tôi bắt đầu di chuyển sang những cái cành cây khác để bắt nhiều côn trùng sinh vật hơn. Nhưng mà cuộc đời không phải lúc nào cũng vô cùng thuận lợi. Tôi di chuyển sang một cái bông hoa thì bắt gặp lũ kiến càng. Một con kiến càng đã bu vào cái mông của tôi, chích vào cái bộ phận duy trì nòi giống của tôi. Ôi trời đất quỷ thần ơi, nhức quá à. Hả? Lại thêm một con nữa, lần này nó bu vào cái đầu của tôi. Lũ kiến này, chúng mày định giết tao à? Nhưng mà tôi phải sử dụng cái lớp gai và lớp vỏ rắn chắc của mình, quăng hoài, lật qua, lật lại, làm đủ thứ hết để lũ kiến đó văng khỏi người của tôi. Hết con kiến này sang con kiến khác, bu liên tục vào người. Tôi lại sức xoay, cứ né, cứ tránh, cứ cắn liên tục, lũ kiến lại văng ra. Nhưng mà có một điều, nơi này rất nhiều kiến, nhưng đổi lại rất là nhiều con côn trùng đi hút mặt. Được rồi, nơi đây quá trời quá đất luôn, tôi phải tranh thủ ăn thịt côn trùng để mau lớn thật sự. Tôi háo hức quá, tôi muốn biết được hình dạng cuối cùng khi trưởng thành là như thế nào. Có khi cái hình dạng cuối cùng là nó cũng như vậy mà thôi. Nhưng khi lớn lên thì tôi đã đủ tuổi cô gái, đủ tuổi đi chơi. Và đặc biệt, mới nhỏ xí mà đã cắn nhau ăn thịt đánh lộn như thế này, thì lớn lên tôi đi làm giang hồ mạng, đòi nợ thê, khóc mướn, cho quay tiền, nặng lãi, lãi mẹ đẻ lãi con đẻ lãi khủng long. Lúc đó tha hồ mà giàu có. Vài tiếng đồng hồ sau, cuối cùng tôi cũng đã bắt được một lượng côn trùng hút mặt ở đây. Và rồi ăn thịt bọn chúng, nguồn dinh dưỡng của bọn chúng cũng giúp cho tôi đầy kinh nghiệm. Tôi bắt đầu lớn lên. Wow, cũng giống như là loài cào cào trước đây, thì tôi cũng tiếp tục lột xác. Lột xác, lột đi cái giới hạn cơ thể. Và rồi giúp cơ thể của mình có thể phát triển và đạt mức vĩ đại hơn. Nhưng mà đã có một chuyện không hay xảy ra với bản thân của tôi. Trong lúc quá trình tôi lột xác, thì đột nhiên những con kiến càng ở đâu nhìn thấy tôi cái mặt thấy ghét giang hồ, nên bọn chúng đã kéo bầy kéo lũ tới cắn liên tục vào trong bụng của tôi. Tôi đã dùng hết sức của mình, quằn quại, lật qua, lật lại, né những đòn tấn công cắn chí mạng của lũ kiến này. Sau đó, tôi đã dùng một chiêu rất đặc biệt mà khiến cho lũ kiến chết ngay tại chỗ. Đó chính là sử dụng nước miếng vô cùng thối của tôi. Tôi phun liên tục vào trong mặt của lũ kiến đó. Tôi lang thang từ bông hoa này đến bông hoa khác, từ lá cây này đến lá cây khác để săn những côn trùng. Và chuyện gì đến nó cũng sẽ xảy ra. Cho đến một ngày, tôi đã bắt đầu lâm bồn. À không phải, tôi đã bắt đầu lột xác lần cuối cùng để chính thức trở thành loài bọ cánh cứng, trưởng thành và vô cùng đẹp trai thanh lịch du lịch khắp vũ trụ. Với cái thân xác và cơ thể to như thế này, tôi có thể bay và ngao du khắp mọi nơi. Thậm chí khả năng bay của tôi còn tốt hơn loài cào cào trước đây nữa.
Vâng, đó là toàn bộ vòng đời và sự phát triển từ lúc bé cho đến khi trưởng thành như thế này. Thôi, bây giờ tôi đi kiếm cái đây. Hi, xin chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ chơi một tựa game mô phỏng tiến hóa của các sinh vật ngoài tự nhiên một cách chân thật nhất. Và đầu tiên, tôi sẽ là một loài bươm bướm. Như chúng ta đã biết rằng, bươm bướm khi đẻ ra là một cái kén. Từ cái kén, chui ra là một con sâu. Vâng, và đó cũng là cách tôi chào đời. Bây giờ tôi mang hình hài của một con côn trùng là một con sâu nhúc nhích. Và tất nhiên khu vực này không chỉ có mình tôi mà có rất là nhiều anh chị em của tôi. Mẹ tôi đã đẻ chúng tôi ra đây rồi sau đó bà ấy lại bỏ theo trai nữa rồi. Bây giờ tôi và tất cả các anh em còn lại phải cố gắng tự động sinh tồn, tự động ăn lá cây để có thể phát triển và lớn lên. Nhưng mà kẻ thù xung quanh luôn rình rập. Nếu mà có con chim sâu nào bay ngang qua đây, bọn chúng sẽ mổ và ăn thịt chúng tôi ngay lập tức. Sau một thời gian ăn rất là nhiều lá cây, cơ thể của tôi cũng đã đạt kích thước một mức nhất định. Bây giờ tôi cần phải lột xác thì mới có thể tiếp tục ăn và lớn lên thêm nữa. Cứ như thế, ở giai đoạn này chúng tôi sinh tồn một cách rất đơn giản. Ăn lá cây, ngủ, xong rồi ấy. Cứ ăn, ngủ, rồi ấy, liên tục như vậy, ngày này qua ngày khác. Mỗi lá cây bị ăn rụng nát hết thì chúng tôi sẽ truyền qua lá cây khác để tiếp tục ăn. Xem tới đây, một số bạn sẽ ý kiến rằng tôi là một con sâu đáng ghét. Các bạn rất là ghét loài sâu vì phá hoại cây cối. Nhưng mà thưa các bạn, đây là cuộc sống tự nhiên, cuộc sống sinh tồn mà. Nếu mà tôi và các anh em không ăn lá cây thì làm sao mà sinh tồn? Không sinh tồn được thì làm sao mà có thể nở ra thành bướm? Nếu không có bướm thì cuộc sống này làm sao có muôn màu muôn vẻ? Đồng thời cây cối không được hút mật thì làm sao mà ra trái được? Quay trở lại với cái vấn đề thức ăn chính là lá cây hiện tại mà tôi và các anh em mình đang thưởng thức. Thì bây giờ tôi ăn rất nhiều lá cây, tôi mập địch nhất đàn luôn đó các bạn à. Nhưng mà khoan, lúc này thì lá cây này đã bị ăn quá nhiều, nên bây giờ tôi không thể nào ăn được thêm miếng nào nữa. Do đó tôi phải bắt buộc di chuyển lên trên và tìm một cái lá cây mới, sạch sẽ và to thơm để có thể thưởng thức và tiếp tục tiến hóa, lột quần áo để có thể đạt kích thước to hơn. Oh my god! Wow! À nhầm, lột da, lột xác, chứ quần áo đâu có mà lột. Vâng, cứ như thế, tôi cứ ăn và cứ to dần. Lúc này một số bạn xem tới đây sẽ thắc mắc: anh ơi, sao anh không đi tìm mấy con sâu cái giống như những clip anh làm đó, cua tụi nó? Nhưng mà xin thưa với các bạn, hiện tại tôi là một con sâu, còn nhỏ lắm. Khi nào tôi thành con bươm bướm thì lúc đó tôi mới trưởng thành, mới đi cua cái được. Chứ bây giờ con sâu nhỏ xí à, chưa mọc trái ớt nữa, cua gái làm gì? Vâng, hồi nãy giờ liên thuyên quá nhiều thì tôi cũng đã ăn rất rất nhiều lá cây. Và bây giờ tôi đã đạt được kích thước tối đa, không thể nào lột xác như bình thường được nữa. Bây giờ tôi cần phải đi tìm một nơi an toàn, một cái lá cây sạch sẽ và sau đó nhả cán, tạo thành một cái ổ bao quanh cơ thể của mình. Và bên trong đó tôi sẽ bắt đầu hóa thân thành bươm bướm, giống như quá trình mà con bươm bướm đã sinh ra và trưởng thành, y chang như ngoài tự nhiên vậy đó. Tôi cũng đã bắt đầu nhả một cái chút tơ và sau đó đính cái đuôi của mình vào trong tơ đó. Tiếp theo, tôi nhấc hỏng cơ thể của mình lên, cắm cái đầu xuống mặt đất, treo lơ lửng giống như là người dơi đó mọi người ạ. Sau đó, tôi bắt đầu lột cái xác của mình ra. Lần này tôi không phải là một con sâu nữa, mà là một cái cục kén rất là lớn. Cứ như thế, tôi tồn tại từ ngày này qua tháng nọ. Xem tới đây các bạn có để ý hay không? Khi loài sâu bướm tạo kén đã tạo dưới cái đáy của cái lá, hòng muốn cho cái lá che mưa, che nắng để bảo vệ cơ thể của nó và né được tầm nhìn của các động vật nguy hiểm muốn săn thịt nó. Quay trở lại hình dạng của cái kén, các bạn thấy không? Qua từng ngày thì cái kén lớn dần cũng đã thay đổi kích thước, ngày càng phồng to hơn, ngày càng khô hơn. Và đến khoảng thời gian nhất định, cái kén bắt đầu nứt toạc ra. Một sinh vật đẹp trai thanh lịch du lịch khắp vũ trụ, một con bướm bướm tuyệt vời game hay thế giới cũng đã chào đời. Wow, vậy là tôi cũng đã lớn lên, cũng đã trưởng thành rồi. Đến lúc tôi đi tìm bươm bướm cái và sau đó tỏ tình đi chọc ghẹo gái mới được. Vâng, đó là toàn bộ quá trình phát triển và tiến hóa. Từ loài sâu nhộng mới sinh nhỏ xí đến con bươm bướm rất là đẹp.
Được rồi, trước khi kết thúc chặng đường tiến hóa của bướm bướm thì tôi sẽ nhanh chóng điều khiển con bướm bướm này bay một vòng để cho các bạn thấy được vẻ đẹp của bướm bướm dưới các muôn loài hoa. Và sau đó chúng ta sẽ tiếp tục đến với một loài khác. Bây giờ thì xin mời tất cả các bạn hãy đến với cuộc đời và sự lớn lên của loài có rất là nhiều chân, đó chính là nhện. Từ trên một cái lá cây xuất hiện một cái ổ. Bên trong ổ là một con nhện mẹ đã đẻ ra một bầy trứng. Từ trong bầy trứng đó, một con nhện đầu tiên đã xuất hiện, đó chính là bản thân của tôi. Bây giờ tôi đã hóa thân thành con nhện con. Với cái hình dạng ban đầu tôi có màu trắng, nhưng mà khi mới nở ra tôi giống như là một đứa ngu ngu gì đó, không biết gì hết á. Sau đó thì tôi cũng nhanh chóng chạy tới gần mẹ tôi. Mẹ tôi cũng đã chỉ bảo tôi, nói rằng con muốn lớn lên thì phải tìm những cái hạt thức ăn rơi trong tơ nhện và ăn, và đồng thời không được đánh lộn với mấy anh em, nghe chưa. Tôi cũng đã gật đầu và nghe theo lời của mẹ và tiếp tục cuộc hành trình vô cùng thú vị này. Tôi cũng nhanh chóng chạy xung quanh để có thể giao lưu và nói chuyện với các anh em còn lại. Nhưng mà không ngờ tôi đụng phải cái con nhện ba trợn, nó đòi đánh tôi. Thế là tôi cũng hóng ngán, tôi chơi nó luôn. Lúc này bởi vì kích thước của bọn tôi quá nhỏ nên mẹ tôi không chú ý, không can ngăn ra. Nhưng mà tất cả những con nhện anh em khác, bọn chúng lại bu lại và cổ vũ: đánh đi, đánh chết bà đó đây. Ôi trời đất ơi, anh em gì mà kỳ cục dữ vậy. Sau đó tôi cố gắng dùng sức mạnh, dùng sức uốn và đôi càng mới mọc của mình, tôi trừng trị cái thằng ba trợn đòi đánh tôi. Tôi cho nó một bài học. Cuối cùng nó cũng đã lật ngửa và chịu thua. Tự dưng tôi cảm thấy tự tin, tôi cảm thấy mình giống như là trùm giang hồ ở cái khu vực này vậy. Ngoài mẹ tôi ra, tôi không có sợ đứa nào hết á. Tôi đã rủ bọn chúng đánh lộn, nhưng mà cái con nhện nào cũng gặp tôi và từ chối. Thế là tôi lại tiếp tục cái cuộc hành trình của mình, đi tìm thức ăn, ăn thật nhanh, màu lớn thì mới ăn hiếp được đứa khác. Nếu không con nhện nào bự hơn tôi, nó qua nó luộc tôi thì sao? Trải qua một thời gian ngắn, chúng tôi cũng đã lớn lên thêm một chút. Bây giờ cơ thể của tôi đã chuyển sang màu xám xịt rồi. Lúc này mẹ tôi bắt đầu dạy cho chúng tôi cách di chuyển, cách phóng đi thật nhanh để có thể săn mồi, đồng thời né tránh kẻ thù của mình. Bỗng dưng có một con nhện cái trong bầy chúng tôi, nó la lớn: mẹ ơi, chỉ cho con cách cua trai đi. Con chỉ cần cua cái thằng nhện nào nhà giàu một tí, nó nuôi con khỏi phải đi săn mồi. Gió nổi lên, rất là nhiều bụi phấn, hạt thức ăn từ những thực vật khác cũng đã bay khắp nơi và mắc vào trong cái kén mà mẹ tôi đã tạo ra. Lúc này tất cả anh em tụ ra và đi nhặt từng hạt thức ăn để có thể ăn. Vâng, như các bạn có thể nhìn thấy trên màn hình, mỗi khi tôi nhặt cái hạt thức ăn cho vào bụng thì kích cỡ của tôi càng ngày càng to lên. Tôi bắt đầu thay đổi màu sắc, tôi đã trở thành một con nhện màu cam và bắt đầu mọc những cái bộ phận đầy đủ, ví dụ như lông tay, lông chân, lông nách. A few moments later. Một thời gian nữa cũng đã trôi qua. Lúc này tôi đã rất là to, màu sắc cơ thể của tôi cũng đã hiện rõ. Tôi có màu cam giống như mẹ của mình, và có một số anh em có màu đen, chắc có lẽ đó là giống bố của tôi. Nhưng mà lúc này cơ thể của tôi quá lớn, bắt buộc tôi cũng giống như là loài bướm bướm vậy, bắt đầu lột xác để có thể phát triển kích cỡ lớn hơn. Wow, vậy là một hình dạng khác cũng đã ra đời. Tôi bây giờ càng to càng bự hơn, tôi trở nên vô cùng đẹp trai và lực lưỡng. Chắc chắn nếu mà tôi ra ngoài, mấy con nhện cái nó sẽ đè tôi xuống, nó dê tôi mắt cho mà xem. Được rồi, thế là tôi lại tiếp tục sinh tồn trong cái kén mà mẹ tôi đã tạo ra, giao tiếp với tất cả các anh em, thậm chí còn đi đánh nhau nữa. Và tất nhiên phải nhặt những cái hạt thức ăn để có thể trưởng thành ngày càng lớn, ngày càng lớn. Cứ tiếp tục như vậy, một lần nữa tôi lại lột kén. Lần này thì cơ thể của tôi cũng đã đạt mức tối đa. Tôi đã bắt đầu trở thành một con nhện trưởng thành. Bây giờ tôi có thể chịu được những áp lực của cuộc sống, bắt đầu đi săn mồi và sống xa mẹ hơn rồi. Sau một thời gian dài từ lúc mới sinh cho lúc lớn như bây giờ, thì đây là nơi thân thuộc, quê nhà, và nhìn thấy mẹ của tôi cùng với tất cả các anh em. Mặc dù hồi nhỏ hay chửi nhau như chó với mèo, đánh lộn nhau, giành ăn, tuy nhiên nếu đi xa nhau sẽ rất là nhớ. Một lần cuối tôi quay lại nhìn mẹ và tất cả các anh em trước khi rời khỏi đây. Xung quanh tôi rất là nhiều con nhện trưởng thành luyến tiếc vẫn không chịu đi. Con mẹ của tôi vẫn ở trong ổ và nhìn đàn con của mình rời bỏ từng đứa từng đứa. Mặc dù mẹ tôi rất buồn, nhưng mà đó là quy luật cuộc sống. Chúng tôi phải ra ngoài để có thể sinh trưởng.
tìm những sinh vật khác giới để có thể kết hôn và còn đẻ con duy trì nòi chống. Tôi cũng rời bỏ kén và cha mẹ của tôi, bắt đầu bước vào một thế giới tự nhiên hoàn toàn khác. Vâng, đó là toàn bộ quá trình lớn lên và sự phát triển của con nhện. Vậy là toàn bộ nội dung video tôi muốn mang cho các bạn đến đây là kết thúc. Các bạn thấy như thế nào? Hãy để lại kiến bên dưới. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.